trong khi chứng chỉ xác. Và side category là buffering. Technical setting rồi. Tiếp theo, sau khi set xong technical setting xong, sẽ làm gì hả Vũ? Vũ nói cho anh. Sau khi set technical setting xong mình sẽ làm gì? Chính xác. Rồi để set up được data element cho các field thì mình phải làm gì? Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Như vậy ngược lại là gì? Đầu tiên phải làm domain trước này, đúng không? Đúng không? Đấy. Sau làm domain xong, sau khi làm domain xong ta sẽ gán cái domain đấy. Đúng rồi, gán field. Ok, như vậy vừa rồi anh đã hướng dẫn cho Hán nắm được chưa Hán? Ok. Nguyên. Ok, tốt. Bây giờ bài toán đó là sau khi tạo table xong rồi, làm thế nào để ta nhập dữ liệu vào, insert dữ liệu vào. Table này anh đã edit chưa? Đúng rồi, anh edit. Quên mất không edit. Lỗi gì đây? Table đã được active. Nó thiếu là enhancement category for table. Đúng rồi. Lúc nãy là chưa cái cycle. Đây, không. Ok, đã successful đúng không? Active successful rồi. Đó. Đó. Lúc nãy mình không chọn được đúng không? Đúng không? Mình không chọn được cái này này. Bởi vì là mình chưa set các field đầy đủ, các field nó thì mình chưa active được. Mình chưa chọn được thôi. Đó. Ok. Bây giờ ta sẽ làm thế nào để nhập dữ liệu vào table này bằng cách có thể là viết command SQL đúng không? Đúng không? Insert này, đúng không? Mình viết một chương trình nhập vào. Bây giờ trong SAP rất dễ. Đây, sau khi ta nhập vào đây này, table này ta vào data object này. Display vào table. Document này. Vào đâu nhỉ? Ta có thể vào đây để mở dữ liệu. Anh vào đây nhé. Đây là mở dữ liệu này, thêm một mở table này, còn đây là thêm mới. Đấy, em thấy không? Ở đây em thấy tự động mình có thể nhập vào đây, ví dụ 01 đây. Hoàng Xuân lương là khoảng 1.000 đô đi. Lúc đấy là anh chọn là integer 1 cho nên nó chỉ giới hạn là 3 ký tự thôi mà. Đấy. Anh save lại. Save lại. Rồi, database record successful grid. Bây giờ làm thế nào để mở table đấy? Em nói cho anh làm thế nào để kiểm tra xem dữ liệu trong table đã lưu chưa? Hả? Đúng rồi. Bánh ra. Đây đúng không? Table contents. Execute. Các em thấy có chưa? Có rồi đúng không? Hoặc là mình có thể sử dụng key code là SM11 đúng không? Đúng không? SM16 à? Để mình có nha. Đấy. Nhưng mà anh khuyên nên cứ sử dụng SM11 vì mục đích của anh muốn mọi người sử dụng SM11 là có thể biết được khi vào SM11, mặc dù nó mất nhiều thời gian hơn nhưng cần thể quen được dần, là ban đầu các em quen được dần. Và trong đây trong ABAP Dictionary nó sẽ có những component nào đúng không? À, mọi người phải để ý cho anh. Đây là SM11 là để vào, để mở, để sử dụng ABAP Dictionary đúng không? À, và sau đó mình nhập table vào và mình change display. À, display này và kích vào đây nó sẽ ra. Cứ làm ban đầu sử dụng cho anh key code SM11 trước đã nhé. Nha. Ok. Nó hơi mất thời gian chút nhưng mà sẽ giúp cho các em sẽ hiểu rõ hơn. Bây giờ tiếp theo sẽ làm thế nào để delete dữ liệu? Database history time environment above. Nhập đúng không? Cái ino này màu xanh, các em có nhìn thấy màu xanh không? Vậy nó là khóa chính đúng không? Muốn xóa dữ liệu thì đơn giản lắm. Kích vào đây và ta delete đúng không? Để change này. Choose table and child. Delete. Delete đây và table and child nhá. Delete. Để tạo mới nhá. 000 1 test. Liệu lưu được không? Liệu lưu được không? Đúng rồi, thì khóa chính mà, vì thế nó sẽ báo là đã tồn tại đúng không? Nhập tiếp 002 này. Trần Hồng Vũ. Được. Lúc nãy là đặt là gì? Integer mấy? integer 1 đúng không? Đó. Integer 1 maximum của nó là 255. Đây là 200 thôi. Ok. Trong này mình ta thì có hai record, muốn xóa thì muốn sửa thì ta chỉ kích vào đây, kích vào button này thì ta có thể sửa được. Đây là rồi, xuất hiện là Hoàng Sơn Ân 111. Như vậy vừa rồi anh đã hướng dẫn em xong cách tạo table, insert, sửa xóa dữ liệu trên table đấy. Có chứ. Đang ở chế độ gì đấy? Table này đang ở chế độ gì? Display, làm thế nào để switch nó sang chế độ change? Đây đúng rồi, chính xác. Display and change. Ví dụ ở đây nhá. Enable salary chẳng hạn. Đây chuyển sang, đây mình đang để chế độ display đúng không? Mình chuyển sang switch sang trong quá trình lập trình mình có thể xử lý trên mã nguồn cũng được. Mình có thể là nếu mà not null hoặc initial bằng rỗng, sau này có thì mình sẽ hiển thị trên thông báo. Index Advanced Structure. Bài sau anh sẽ hướng dẫn mọi người về Advanced Structure. Ok. Ở đây anh giới thiệu qua một số các cái menu trong SAP. Favorite là dùng để làm gì? Các em có ý tưởng gì về favorite nào? Đúng rồi, những phi code nào mình hay dùng mình nhét vào đây thôi. Mình nhét vào đây. Mình có thể insert folder, ví dụ folder DDIC đó, data dictionary. Trong này mình sẽ add cái phi code là insert transaction. Thì code SM11 đúng không? Là data dictionary đúng không? Ở đây add thêm. ABAP editor. ABAP editor thì code là bao nhiêu nhỉ? SE bao nhiêu? 80 là negative object. Sẽ sử dụng sau này sẽ có một bài là module full program sẽ sử dụng SE 80. SE editor là 38. Đây các tí code rất là cơ bản, cố gắng nhớ cho anh. Đấy, đây là cách tạo add vào favorite. Ví dụ nếu mình không biết thì mình có thể ấn search, nút search cũng được. Đấy, nút search đâu. Hoặc là mình có thể vào đâu đây đúng không? File đúng không? Ví dụ các em muốn tìm về master material nha. Anh muốn tìm cái này thì nó sẽ list cho mình các cái menu có tên là master material. Hiện ra cho mình là no entry found. Còn nó có thể nhiều quá chậm. Đúng rồi. Ở đây có rất nhiều module này, logistics này, accounting, controlling, rồi mình đi sort tool. Ví dụ ở trong tool này thì có ABAP Workbench đúng không? Trong ABAP Workbench thì có ABAP Editor, nếu mà ta không biết đi code thì ta có thể vào tool này, ABAP Dictionary này, ABAP Editor này, Function Builder này, Class Builder này. Ta sẽ kích vào đây thì nó sẽ ra. Ta không, nếu ta không nhớ key code thì ta vào menu tool, vào ABAP Workbench. Trong đây nó cũng có cung cấp cho mình nhất. Ở đây chú ý những cái thao tác trong quá trình trong lúc ta lập trình nha. Ví dụ làm thế nào để anh biết được là anh đang nằm ở trên client này. Kích vào đây đúng không? Đang làm một cái client 800 user. Bây giờ khi mà mình đang soạn thảo mà có dấu chấm nháy nháy như thế này là mình đang ở chế độ gì? Override đúng không? Thực ra bài đấy nó cũng dễ thôi, anh sẽ gửi cho mọi người, anh cho mọi người giới thiệu một cách làm quen trong quá trình đây. Các em nhìn thấy không, insert override này. Yeah. Cái bài đấy, để làm bài đấy thì chúng ta sẽ học về cấu trúc câu lệnh trong SAP ABAP. Cái bài này học cũng nhanh thôi. Cái bài ABAP Dictionary này sẽ dùng nhiều sau này, liên quan đến công việc của các em chúng ta sẽ dùng nhiều. Ok. Cái màn hình đấy là ví dụ khi em nhập PO này hoặc là nhập master data, thực tế là trong SAP nó cũng đã có sẵn hết rồi đúng không? Đấy, mình chỉ enhance, mình thêm một số các trường, các cái field để cho nó phù hợp với cái business của công ty mình thôi. Đấy. Còn nếu mình có thiết kế riêng thì mình có thể dùng module pull program để mình kéo thả. Đấy. Chứ mình cũng không viết code đâu. Đấy. Khi nào cần mình viết thôi, nhưng rất ít. Đây. Nó có code mà, nhưng mình không thể modify được. Đúng rồi. Để tạo screen thì có có 3 loại screen, ví dụ như nhà này. Sau này các em sẽ học vài cái này, Object Navigator này và Module Pull Program. Cái này là, đây là một tool để design screen. Đây. Screen đây. Đây là các standard screen này. Ví dụ anh là đây là một screen. Đó. Nên mình có thể kéo thả, tất nhiên là anh không thể kéo thả được đây rồi, bởi vì đây là một cái standard của nó, mình không thể làm gì được cả. Nó chắc chắn nó sẽ đòi access key ngay, tuy nhiên mình có thể tự design ra cái screen của mình. Cái này sau này sẽ có một bài khoảng buổi thứ 8 hoặc buổi thứ 10 thì đấy sẽ có một bài về screen. Đây là các shortcode có sẵn ở trong SAP. Các em có thể tự mở vào để xem được. Tất nhiên mình không thể chỉnh sửa được đây đâu, mình có thể mình chỉ chỉnh sửa cái do mình tạo ra thôi. Và mình cũng có thể là add in được vào, add in các cái chương trình của mình tự viết vào trong SAP standard, gọi là enhancement đấy. Là screen type có normal screen này, sub screen, model dialog box và selection screen. Hôm bài các em sẽ được học này. Mọi người cố gắng về làm cho anh, ôn lại cho anh cái tạo table nhá. Sau đó thử viết tạo table này, sau đó tạo hai table này, sau đó tạo relationship hai table đấy. Có quá trình khóa phụ. Vì ở đây anh biết mọi người đều rất là quen thuộc với SQL rồi thì làm cái đấy chắc không khó lắm đúng không? Làm được không? Về thử nhá, tạo hai table, tạo hai table có quá trình có phụ, một table là employee, một table là mã phòng ban, một table là phòng ban, từ danh mục các phòng ban, và trong table employee đấy có một khóa phụ đó là mã phòng ban. Sau đó tạo relationship hai table đấy, rồi nhập dữ liệu vào. Ok, thì hiểu yêu cầu của bài toán chưa? Cố gắng tạo table để nắm chắc cái bài tạo table này. Ok, đến đây mọi người có câu hỏi gì không được không? Ok, slide có cần anh gửi cho cái video hôm nay không? Anh cũng có